ở dưới dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, khó đi để tia dắt con đi, mẹ con thời khuất sớm. Âu ơ, mẹ con thời khuất sớm đã bỏ tía con mình đi xa. Ông Tư ngồi ngoài hiên trên chiếc ghế, cầm điếu thuốc rê trên tay phì phà. Miệng ông nhâm nhi tách trà, mắt ông nhìn thẳng về đám ruộng trước mặt còn lỡ dở chưa cấy xong. Nghe tiếng họ ru con buồn não ruột của Hậu trong nhà, ông quay người sang nói với Hậu. Hậu à, làm gì mà hôm nay bây ru con nghe buồn quá vậy? Chắc là nhớ tới nó rồi phải không? Dạ đâu có tía, thì ngày nào mà con không ru thằng Nhân nó ngủ bằng câu hò này. Nhưng mà sao hôm nay tía nghe giọng hò của mày buồn quá. Hầu lấy chiếc khăn đắp ngay ngắn lại cho con, tay đu đưa cái giọng vài cái, rồi từ từ trong nhà bước ra, ngồi xuống cạnh ông Tư trong vẻ mặt buồn buồn. Ông Tư rót một tách trà đưa cho Hầu, rồi bảo với con. Thôi đừng buồn nữa con, dầu gì đi nữa thì vợ của mày cũng không còn trên cõi đời này. Có buồn thì cũng vậy thôi con à, sống vui vẻ mà lo cho thằng Nhân. Nhưng con cứ suy nghĩ hoài tía, tại sao ông trời lại khắc nghiệt như vậy chứ? Đã cướp đi mạng sống của Loan khi mà thằng Nhân nó vừa mới lọt lòng mẹ. Ông trời là vậy đó, cái gì chưa có thì ông ban cho bằng được, để khi mình có rồi thì ông lại cướp đi mà không hề thương tiếc. Ông trời thật không bất công mà. Thằng Nhân nó làm gì nên tội mà phải sống xa mẹ khi nó vừa mới lọt lòng. Ông Tư tặc lưỡi lắc đầu, nhìn Hầu trong ánh mắt và vẻ mặt buồn rười rượi. Ông thở một hơi dài và trong giọng nói như cũng đang trách móc ông trời. Tía cũng không biết nữa, gia đình mình ngày xưa ăn ở làm sao á, mà bây giờ phải để cho con cháu chịu hết mọi hậu quả. Sao cái tình cảnh này giống hệt như tình cảnh của tía con mình mấy chục năm về trước. Lúc đó tía cứ trách ông bà nội của bay là ăn ở không có phước, cho nên khi lấy má bay về làm vợ, sanh con ra, rồi má con cũng theo ông theo bà, để lại tía một mình thủi thủi gà trong nuôi con cho đến bây giờ. Để rồi đến đời của con, tía ăn ở có phước lắm mà, đâu có làm gì để hại đời hại người đâu, để con phải gánh chịu hậu quả giống như tía con mình ngày xưa vậy. Ánh mắt Hậu buồn dời dời nhìn xa xăm. Hậu tiếp tục thở từng hơi thở như để trút hết nỗi buồn theo cơn mưa phùn đầu hạ sáng nay. Thôi tía à, tía cũng đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà. Chắc có lẽ số phận của tía con mình là phải như vậy. Con chỉ hy vọng là đời của thằng Nhân sau này không giống như tía con của mình, phải mồ côi vợ. Chỉ mong sao nó hạnh phúc bên vợ bên con của nó suốt cả cuộc đời là con mãn nguyện lắm rồi. À mà nè, thằng Nhân nó bớt nóng chưa vậy con? Con thấy cháu cũng bớt nóng rồi tía à. Ý mèn ơi, bình trà này nguội lạnh rồi. Thôi tía ngồi đây nha, để con vào trong pha cho tía bình trà khác.
Hậu cầm bình trà đi vào trong nhà, đứng lại nhìn bé Nhân đang ngủ say sưa trong chiếc võng cọt kẹt mà cõi lòng chàng cảm thấy an ủi vô cùng. Từ ngày Loan, vợ của Hậu vì sinh nở khó mà chết. Ngoài ông Tư, tía của Hậu, thì Nhân đứa con trai 6 tháng tuổi là nguồn vui an ủi duy nhất sau những giờ làm việc vất vả ngoài đồng. Và cũng chính là động cơ duy nhất để Hậu níu kéo cuộc sống đầy gượng gạo và đau khổ của mình. Loan, người vợ Hậu chỉ biết mặc trong đêm động phòng mà chưa một lần thề non hẹn biển. Mặc dù không yêu Loan, nhưng vì thương tía, muốn tía hưởng được những giây phút hạnh phúc của tuổi già còn lại, nên Hậu đã chấp nhận dâng lời làm theo những gì mà bà Mai đã sắp đặt, để bỏ lại sau lưng một mối tình trai với trai đầu đời nhiều kỷ niệm. Để rồi kể từ đây là một người chồng gượng gạo bất đắc dĩ, sống gượng ép bên vợ, thể xác đã trao cho vợ mà linh hồn và trái tim thì đang hướng về một cõi trời riêng. Ông Tư vẫn ngồi đó, mắt ông đăm chiêu nhìn từng khóm trúc bụi tre. Gương mặt của ông hình như không còn buồn phiền như lúc nói chuyện với Hậu. Ông đưa tách trà lên miệng, uống một ngụm, nở một nụ cười hiền hậu như để cảm ơn trời đất ban tặng cho ông có được một đứa con trai chí tình, chí hiếu, dạng tình, dạng nghĩa như Hậu. Mấy năm nay kể từ khi ông ngã bệnh, một tay Hậu đảm đang, lo hết mọi việc trong gia đình. Từ công việc cày cấy, gặt hái, cho đến công việc chăm sóc cả một vườn bông rộng lớn, mà ông không hề thấy Hậu than phiền hay trách móc. Ông Tư quấn thêm một điếu thuốc rê, nhìn lên trên bầu trời, ông thấy từng đàn chuồn chuồn bay thật thấp. Và mây đen từ đâu cũng lần lượt kéo đến, ông đoán là sắp có mưa to. Tiếng ông vọng lại sau nhà, trong lúc Hậu đang lui cui để pha trà. Ý mẹ ơi, mây đen kéo đến nhiều quá, thế nào rồi cũng mưa to. Hậu à, Hậu, lẽ tay đem mấy bó củi phơi ở ngoài sau nhà vô cho tía nghe con, không khéo thì mưa ứ làm ướt hết. Dạ. Hậu lục đục sau nhà dạ một tiếng, rồi đem hết củi đang phơi ở ngoài sau giường vô trong nhà. Được một lát, Hậu pha trong bình trà đem lên nhà trước. Hậu rót một tách cho ông Tư, một tách cho mình, rồi bảo: Tía à tía, tía uống thử tách trà này đi tía. Con mới mua hồi sáng ở chợ của một người đem từ ở tận Gò Công lên bán đó nghe tía. Ông Tư đưa tách trà lên miệng, vừa thổi vừa uống. Nhấp được một miếng để cho trà thấm giọng, ông liền khen: Trà, trà ngon thiệt nghe. Mùi vị thơm mà cái Hậu cũng ngọt nữa. Hậu cũng cầm tách trà trên tay, vừa thổi vừa uống. Hớp được một miếng trà, Hậu đặt tách trà xuống bàn, quay người sang đứng đằng sau ông Tư, vừa xoa bóp vai cho ông Tư, Hậu vừa thỏ thẻ: Tía à, con tính như vậy nha tía. Sau mùa lúa này, con sẽ dẫn tía và thằng Nhân lên Sài Gòn thăm một chuyến. Con nghe nói đâu ở trên chợ vui và đẹp lắm đó tía. Ừ, con tính như vậy cũng được. Giả lại tía nghĩ con cũng nên đi đây đi đó cho biết với người ta. Đừng có giống như tía, suốt cả cuộc đời này chỉ biết lẳng quẩn trong cái làng này thôi. Hai tía con đang vui vẻ nói chuyện về chuyến đi Sài Gòn sắp tới. Đột nhiên, ông quay sang hỏi Hậu: Mấy năm nay, con có nhận được tin tức gì của thằng Hiếu không nhảy con? Câu hỏi của ông Tư đã vô tình làm cho Hậu đã nhớ, càng nhớ Hiếu nhiều hơn. Kể từ khi Hiếu bỏ ra đi sau cái ngày đám cưới của Hậu và Loan để tham gia vào quân ngũ, đến hôm nay là đã hơn 2 năm mà tin tức của Hiếu vẫn biền biệt. Hậu biết rõ nguyên do nào đã tác động đến sự ra đi của Hiếu, cũng chỉ vì không muốn chứng kiến cảnh người yêu của mình
đang hưởng hạnh phúc với một người khác. Trước ngày đám cưới của Hậu và Loan, Hậu và Hiếu đã khóc với nhau rất nhiều. Hậu khóc cho số phận nghiệt ngã, Hiếu khóc cho cuộc tình đầy ngang trái. Và sau ngày đám cưới, họ lại gặp nhau và khóc với nhau một lần sau cuối, để biết rằng họ sẽ mãi mất nhau kể từ đây. Hậu cố nén lại những cảm xúc trong lòng, trả lời ông Tư. Mặc dù lời nói bình thường, nhưng trong chất giọng còn đọng lại những nuối tiếc pha lẫn sự mong chờ. Dạ thưa tía, kể từ ngày Hiếu tham gia vào quân đội thì không có một tin tức nào tía à. Hờ, cái thằng thỉ tệ, đi đâu làm gì, chết sống ra làm sao mà cũng không viết thư về cho người ta biết, hay là nó đã chết? Thưa tía, con không nghĩ là như vậy đâu tía. Nếu như mà chết thì chính quyền địa phương cũng đã báo. Con nghĩ chắc Hiếu bận hành quân xa, cho nên không có tin tức thôi. Chắc con nghĩ Hiếu còn sống mà. Tí cũng cầu ơn trên là như vậy. Để rồi chiều nay, không biết ngọn gió vô tình nào đã thổi đến đây, mang theo những kỷ niệm xưa hiện về, mọi lúc mọi rõ ràng hơn trong tâm khảm của Hậu. Hình ảnh của hai chàng trai trẻ trên chiếc xe đạp con sau giờ tan lớp. Có lúc Hậu ngồi đằng trước, có khi Hiếu ngồi đằng sau, rồi cọ kẹt đèo nhau qua những con đường trơn trượt sau những trận mưa chiều. Hậu nhớ làm sao những lần hai đứa tắm xong bẻ ổi, rồi nằm bên nhau chờ cho đến khi mặt trời khuất dưới rặng trăm màu, hai đứa mới chịu lủi thủi đèo nhau đi về. Hậu nhớ làm sao từng ánh mắt nụ cười. Nhớ lúc Hiếu ngồi, lúc Hiếu đi, lúc Hiếu đứng, hay lúc Hiếu nằm trên chiếc võng đu đưa sau nhà. Và Hậu hình như vẫn còn thấy mùi thơm da thịt của ai đó vẫn còn đang lẩn quẩn đâu đây, mặc dù Hiếu và Hậu đã xa cách hơn 2 năm. Cục cưng của tía nè, để tía hát ru con ngủ nha. Chiều chiều chim vịt kêu chiều, bâng khuân nhớ bạn. Bâng khuâng nhớ bạn, chín chiều ruột đau. Tía à tía, thằng Nhân nó ngủ rồi. Tía đưa giỏng giùm con nghe, để con ra sau nhà nấu cho bữa cơm chiều. Buổi chiều làng quê thật im ả. Từng cơn gió ríu rít thổi nhẹ nhẹ, làm lay động những ngọn cỏ sau vườn. Tiếng vịt bầu lẻ bạn gọi nhau ới ới, như tiếng lòng nỉ non của Hậu cũng đang gọi bạn tình xưa. Tiếng bìm bịp kêu con nước chiều nước lớn, làm chạnh lòng kẻ bên cầu nhớ mong. Xa xa từng đám lục bình trôi bềnh bồng trên sông nước, như số phận của chính con người miền quê cũng bập bềnh theo cùng năm tháng. Vừa nấu cơm, Hậu vừa đưa mắt nhìn ra bờ sông, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm, mà vào những buổi hoàng hôn như thế này, sau một ngày làm việc chất giả ngoài ruộng, với một thân hình đẫm ướt mồ hôi. Hậu và Hiếu vẫn thường ngụp lặn, quấn quýt bên nhau như những con nước ngoài kia gần sóng, như nhảy múa, hưởng lấy những giọt nắng cuối ngày của buổi hoàng hôn. Lúc đó, tình yêu của Hậu dành cho Hiếu như đồng lúa vàng óng ả trong mùa gặt hái. Hiếu cũng trao trọn trái tim của mình cho Hậu như những búp măng non ngọt liệm đầu mùa. Những buổi chiều như thế này, sau những giờ làm việc vất vả ngoài đồng, họ lại bên nhau chạy ra bờ sông, cùng chằng chuồng uốn lượn như những con thiên nga đang tung tăng đùa giỡn. Đôi lúc những cánh tay sạm nắng rắn chắc của họ quyện chặt vào nhau,
như những cánh thiên nga đang âu yếm vuốt ve người tình. Đôi khi hai mái đầu của họ cứ ép vào nhau, mà đôi môi ẩm ướt thì cứ tìm nhau và hôn như mưa tới tấp. Nhiều lúc thân thể to khỏe của Hậu nằm vuông vức ngay ngắn trên thân thể của Hiếu. Hậu luồn tay xuống nước ôm lấy bộ ngực rắn chắc to khỏe căng đầy sức sống, mà Hiếu cứ ngỡ mình đang ôm trọn vào lòng cả một dòng sông Hậu chịu nặng phù sa. Đôi khi Hiếu xoay người lại, thế là hai bộ ngực rắn chắc của họ lại ép sát vào nhau. Họ lại nhìn nhau, ôm nhau và hôn nhau trong đắm đuối. Ánh nắng hoàng hôn mờ nhạt xuyên qua những tầng mây vàng tím, nhẹ nhàng rơi rớt trên mặt sông, từ từ rồi thẳng vào thân thể của hai người đàn ông đang trần truồng bơi lượn giữa dòng nước mênh mông. Những tia nắng hoàng hôn yếu ớt như quà đồng trong trời nước bao la đã làm tăng thêm những đường nét cong cong, lúc hiện lúc ẩn sẵn có trên thân thể của hai người đàn ông đã ngoạn mục, lại càng thêm ngoạn mục. Hậu bưng mâm cơm lên nhà, đặt xuống bàn, quay sang đưa bé Nhân vài cái, bảo với ông Tư: "Tía à, dùng cơm chiều đi tía." Ông Tư hít thêm một miếng thuốc rê, quăng tàn thuốc ra khung cửa sổ. Vừa đi tới bàn cơm, ông vừa hỏi: "Hôm nay bày cho tía ăn món gì vậy?" "Dạ, đọt bí non và bông bí xào với tép đó tía. Và có thêm một dĩa mắm kho quẹt đó nghe. Hôm nay con muốn tía con mình lai rai được không tía?" "Ý mẹ ơi, hôm nay có tâm sự gì mà bay cho tía uống rượu vậy?" "Đâu có tâm sự gì đâu tía. Thì lâu ngày tía con mình không có uống với nhau. Hôm nay con muốn tía con mình lai rai vậy mà. Nhưng mà tía đừng lo, con không có cho tía uống nhiều đâu." "Cha mày, bộ mày tưởng tao uống nhiều rồi chết hả? Chưa chắc nghe con, chưa chắc mày uống lại tía nghe con." "Đâu có tía, con sợ tía uống nhiều không tốt cho sức khỏe của tía mà thôi." "Phải, chỉ có thằng Hiếu thì vui biết mấy. Tía nhớ ngày xưa khi mà nó còn ở đây, chiều nào tía con mình cũng lai rai với nó. Cái thằng thiệt tệ, đi đâu mà cũng không có một tin tức gì hết." Lại một lần nữa, ông Tư đã vô tình khơi lại nỗi đau và niềm nhớ nhung trong lòng của Hậu. Đang nói chuyện vui vẻ với ông Tư, bỗng nhiên Hậu trầm lặng, nét buồn lại hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy Hậu không được vui, ông Tư ân cần hỏi Hậu: "Sao vậy? Bỗng nhiên đang nói chuyện với tía mà bay sao buồn dữ vậy hả con?" "Dạ, đâu có gì đâu tía." "Con đừng có giấu tía. Con là con của tía mà. Lúc nào con vui, lúc nào con buồn mà tía không biết. Tía hỏi thiệt bay câu này nghe." "Dạ, có gì thì xin tía cứ dạy." "Sao mỗi lần tía nhắc đến thằng Hiếu là mày buồn thờ người ra vậy con? Có tâm sự gì có thể nói cho tía cùng chia sẻ với mày được không?" Hậu không trả lời, mà chỉ biết cặm cụi bới hai chén cơm, rồi đưa một chén cho ông Tư. Và Hậu rót hai ly rượu để trên bàn. Im lặng được một lát, thấy Hậu không trả lời, ông Tư liền tiếp: "Con đừng có giấu tía. Sẵn đây tía hỏi thiệt bay nha. Bay cứ thẳng thắn mà trả lời đừng ngại.
Dạ thưa tía, có gì vậy tía? Ông Tư hớp một miếng rượu. Trong ánh mắt thân thiện, ông nhìn thẳng Hậu và tiếp. Hình như tình cảm giữa Bay và thằng Hiếu không đơn thuần chỉ là tình bạn bè, mà hình như nó còn có một cái gì khác lạ lắm phải không con? Bay cứ nói, tía không phải là ông già cổ hủ mà không lắng nghe những gì con cái nói. Hầu cũng đưa ly rượu lên môi, rồi uống liền một hơi. Trong ánh mắt buồn dời dời nhìn ra tận bờ sông, như thầm cầu mong những gì Hậu sắp nói sẽ không làm tổn thương đến tinh thần và tình thương của ông Tư đã dành cho Hậu trong suốt những năm qua. Hậu thở một hơi thật mạnh, như để trút hết những gì đã đè nén, đã ghìm hãm trong tận cõi lòng của Hậu từ bấy lâu nay, mà chưa một lần thổ lộ cùng ai. Hậu rót thêm một ly rượu, rồi uống liền một hơi tiếp, như để lấy can đảm để nói lên những gì Hậu sắp nói. Nhiều lần Hậu định nói, nhưng rồi gượng lại, vì không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Hậu lại rót thêm một ly rượu thứ ba, nhìn ông Tư, vừa đưa ly rượu lên môi, Hậu vừa nói. Dạ thưa tía, tía hỏi thì con không dám giấu giếm gì nữa. Tía biết không, con dự định là sẽ chôn câu chuyện này chỉ riêng một mình con trong suốt những quãng đời còn lại. Nhưng giờ đây, tía đã hỏi thì con không dám giấu giếm gì nữa. Thà là nói ra để gánh nặng trong lòng một phần nào nhẹ nhõm. Và cũng để cho tía biết con là ai và tình yêu của con như thế nào. Tía nhận xét rất đúng. Tình cảm giữa con và Hiếu không đơn thuần chỉ là một tình bạn, mà là tía, con nói câu này tía đừng hờn, đừng giận con nghe tía. Con và Hiếu đã thật sự yêu nhau, một tình yêu đồng tính thưa tía. Trời ơi, sao bây giờ Bay mới nói? Thưa tía, làm sao mà con dám nói thưa tía? Chắc mày tưởng tía là ông già cổ hủ chứ gì? Xem chuyện này là không bình thường. Con khờ quá Hậu à. Phải chi mà con nói sớm với tía thì... Chắc giờ đây, tía cũng hiểu nguyên nhân nào mà Hậu tham gia vào quân đội và không tin tức đã hơn 2 năm. Nhưng có một điều tía thắc mắc. Bay nói là bay thương thằng Hiếu, mà sao bay còn đi lấy vợ, nghĩa là sao? Thưa tía, vì con muốn tía hưởng những cưỡi ngày còn lại, hạnh phúc bên con bên cháu. Và lại lúc đó, nếu mà con nói, thì tía sẽ phản ứng như thế nào đây? Tía có còn chấp nhận con là con của tía hay không? Và không biết tình cảm và tình của tía dành cho con có còn nguyên vẹn như lúc trước hay không hả tía? Có một điều con cứ suy nghĩ hoài. Nếu như con nói cho tía biết con là một người đồng tính luyến ái và tình cảm của con và Hiếu, chắc chắn là tía sẽ nghĩ con là một người bệnh hoạn và sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Nhiều lần tía cũng định hỏi Bay vì thay Bay vui đồng ý lấy vợ, cho nên tía không thèm nhắc đến làm gì. Ai mà ngờ đến nông nỗi này đây. Tía cũng tự trách mình là tại sao để chuyện này xảy ra như vậy.
Con là con của tía. Con có hạnh phúc. Con vui thì tía mới vui và hưởng lấy cái hạnh phúc của con được. Còn chuyện bay và thằng Hiếu thương nhau cũng bình thường. Đâu có gì xấu đâu con. Tía không giống như những người khác cho đó là bệnh hoạn hay khác biệt với tự nhiên mà lên án không chấp nhận. Bàn tay mặt con có ngón dài ngón ngắn. Cuộc sống thì có muôn màu muôn vẻ khác nhau. Trong chuyện tình cảm cũng vậy. Có tình yêu giữa trai và gái thì cũng có tình cảm giữa trai và trai. Nếu tất cả đều diễn ra trong một khung cảnh tự nhiên thì tia nghĩ đó cũng là bản tánh tự nhiên mà. Chắc lúc đó bay tưởng tía là một ông già cổ hủ chứ gì phải không? Tía nói thiệt với con nghe. Mặc dù tía là một ông già miền quê, quanh năm suốt tháng chỉ biết con cháu thửa ruộng. Nhưng ít ra, tía cũng nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào xấu, cái gì tốt. Tía nói như vậy chắc bay cũng đã hiểu rồi phải không? Ông Tư uống thêm một ngụm rượu, rồi bảo tiếp. Còn về thằng Hiếu, nó thiệt là một thằng con trai hiền hậu, siêng năng giỏi giang, lễ phép và đức độ hiếm thấy trên cõi đời này. Bay biết không, cái ngày đám cưới của bay, nó qua nhà mình rất sớm. Lúc đó bay thì chạy đi chạy đó không có ở nhà. Nó lủi củi dọn dẹp nhà để chuẩn bị rước dâu. Dọn dẹp trong nhà đâu đó xong xuôi gọn gàng tươm tất. Rồi nó bảo với tía là sợ con đường đê trơn trợt dẫn vô nhà mình, dễ làm người ta bị té. Nên nó chạy ra đầu ruộng, ôm lấy ôm để từng bó rơm mà lót đường từ đầu làng cho đến tận cửa nhà mình. Sau khi rước dâu về, tía mới chạy ra đằng sau một ngụm nước. Nào ngờ, tía thấy nó ngồi khóc một mình sau cái lu nước. Tía tưởng nó về mừng, thấy bay lấy vợ mà khóc. Tía vô tình an ủi, nói với nó là, thôi, đừng khóc nữa con, từ từ rồi cũng đến lượt mày lấy vợ mà. Nào ngờ, bây giờ nghe con nói thì tía mới hiểu. Con xin lỗi tía. Cũng may là con vợ của mày nó, chứ nó còn sống thì làm sao nó sống đây hả con? Nếu như một ngày nào đó, nó biết được bay thương và lấy nó, che đậy cái cuộc sống đồng tính của bay. Ngày mai, hãy đi ra mộ của con Loan mà xin lỗi tạ tội với nó nghe chưa? Dạ, chiều nào cũng vậy. Kể từ khi Hiếu tham gia vào quân đội, hậu vẫn thường ra bờ sông, với một hy vọng sẽ thấy hình bóng quen thuộc của ai quay lại nơi này. Nhưng hầu chỉ biết chờ đợi cho đến con đò cuối cùng cập bến và người khách cuối cùng bước xuống đò, hầu mới chịu lủi thủi ra về. Bắt con nhái bầu bò xuống đầu cầu, chờ cho nước lớn cắn câu, tương đâu cá mập ai nhẹ lòng tông nó cắn câu. Hầu thấy còn hứng thú trong lòng, liền lên thêm một câu giọng cổ. Xáo xa bầy cung thương không hòa điêu, tôi xa người đàn lạc phím trùng dậy sao nặng nở bụi,
tương phùng. Mèn đét ơi, hát cái bài gì mà nghe ngộ quá vậy Hậu? Ai dạy cho Hậu bài này vậy? Hậu cúi người xuống, lựa một hòn đá, vừa ném ra bờ ao, vừa nói với Hiếu. Đâu có ai dạy đâu. Thấy mấy đứa con nít hát ở đầu làng, thấy ngộ ngộ, nên hát theo cho vui vậy mà. Mà sao không hát cái bài giọng cổ nào cho nó vui một chút? Hát gì cái bài điệu buồn phương Nam, nghe buồn não ruột à? Hậu quay sang nhìn Hiếu, nheo mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Trời, giọng cổ ca là phải mùi, phải buồn, thì mới gọi là ca giọng cổ. Thiệt là quê một cục. Mà đi đâu giờ này lại qua đấy? Hiếu đặt mấy trái xoài xuống cạnh bụi chuối, rồi cũng ngồi bệt xuống đất. Hiếu cầm một trái xoài lên tay, vừa mân mê, vừa nói với Hậu. Sửa lại cái mái nhà cho bác hai gái. Tội nghiệp, bác ở có một mình, mà mùa mưa thì lại đến nữa. Cái mái nhà của bác đã cũ kỹ và dột nát quá. Cho nên Hiếu qua sửa giùm cho bác hai vậy mà. Sửa xong thấy trời còn sớm, cho nên ghé qua đây để thăm bác Tư và Hậu. Chứ về nhà cũng chẳng biết làm gì. À, mà bác Tư có nhà không Hậu? Hậu tiến lại gần Hiếu, rồi cũng ngồi xuống. Tía lên đầu làng thăm một người quen, chắc xế xế tía mới về à. Mà sao Hiếu đi sửa nhà cho bác hai gái, không gọi Hậu cùng đi? Hiếu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, mà trong lòng thấy xốn xang và thấy thương thương bác hai gái. Hiếu tiếp. Tội nghiệp bác hai, chỉ có hai người con trai tham gia quân đội, đều đã tử trận trong lúc thi hành nhiệm vụ. Bác ấy thì không có họ hàng bà con, chỉ sống độc thân một mình. Thỉnh thoảng Hiếu có qua thăm bác và giúp bác làm những công việc lặt vặt. Thật tội nghiệp. À mà quên nữa, bác hai gái có hái cho Hiếu và trái xoài đầu mùa nè. Hiếu đem qua cho Hậu đó. Hậu nói nhỏ. Hiếu Hiếu, Hậu có chai rượu ngâm thuốc nè. Sẵn tí không có ở nhà, hai đứa đem ra bờ sông, ngồi làm rai rai nghe. Đứng đây chờ Hậu. Hậu vô trong nhà lấy cây dao gọt xoài và trái rượu đế. Hiếu luôn có một cái cảm giác lạ lùng khó tả mỗi khi Hậu nhìn và cười thân thiện với mình. Nhất là những lúc Hiếu nhìn lén Hậu ngồi bên bờ ao rau muống mà ca giọng cổ. Lúc đó những sao xuyến dao động lại khơi dậy trong lòng của Hiếu, như con nước ngoài kia cũng sao động theo từng cơn thủy triều lên xuống. Trái tim của Hiếu đập mạnh nhưng đều đặn và thổn thức mỗi lúc Hậu xuống câu giọng cổ ngọt liềm như những trái sim chín liềm đầu mùa. Điều mà Hiếu cảm thấy lạ lẫm nhất là mỗi lúc Hiếu nhìn Hậu, Hiếu như thấy ở Hậu có cả một mảnh hồn quê đang hiện ra trước mặt. Hậu là hình ảnh của dòng sông bến nước đã làm mát dịu từng miếng da thớt thịt của Hậu trong những trưa hè ối ả. Hậu là hình ảnh của cây cầu tre lắc lẻo to khỏe bắc qua cơn mà Hiếu đã từng bước những bước thân quen mỗi ngày. Và Hậu là hình ảnh của con thuyền bập bềnh trên sóng nước mà Hiếu đã từng ước mơ được một lần lèo lái cho thỏa lòng khao khát. Trong lúc Hiếu đang mơ màng thả hồn theo những chiếc lá bay lác đác sau nhà, Hậu đập nhẹ bàn tay của mình lên vai Hiếu khẽ nói. Thôi mình đi Hiếu. Đi ra mé sông vừa uống rượu vừa ngắm hoàng hôn ngang. Hậu và Hiếu vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đi được một đoạn gần đến mé sông, thình lình một con rắn hổ mang từ trong lùm cỏ phóng ra, cắn ngay trên bắp chân của Hậu. Hậu la lên một tiếng, rồi ngồi xuống ôm chặt lấy vết thương. Hiếu quăng mấy trái xoài đang cầm trên tay, nhanh nhẹn như một con sóc. Không nói lời nào, Hiếu lao người thẳng tới Hậu, đè Hậu nằm xuống, cởi lấy chiếc áo của mình đang mặc trên người, cột chặt lấy phần trên vết thương trên bắp chân của Hậu, để không cho nọc độc chạy vào trong máu. Hiếu cúi người xuống,
rồi dùng miệng hút lấy hút để những độc độc ra khỏi bắp chân cho Hậu. Trước sự lo lắng không phân vân và hành động lanh lẹ cứu người của Hiếu đã làm cho Hậu lãng đi phần nào sự sợ hãi và cái chết trước mặt. Mà Hậu chỉ biết rằng mình đang hạnh phúc trước sự chăm sóc và những cử chỉ đụng chạm vô tình đầy thi vị của Hiếu. Hậu thầm nghĩ, nếu như bây giờ mà nọc độc vô máu chạy lên tim mà chết, thì mình cũng mãn nguyện vì Hậu được chết bên cạnh Hiếu. Đôi mắt của Hậu mở thật to và cứ chăm chú nhìn lấy bộ ngực dằm dở, đôi bờ vai khỏe mạnh và một thân thể rắn chắc của Hiếu mà Hậu chưa được nhìn ngắm bao giờ kể từ ngày quen Hiếu. Những lúc làm việc bên Hiếu, Hậu chỉ có thể thèm thuồng nhìn thấy những cơ bắp cuồn cuộn lúc hiện lúc ẩn trên thân thể của Hiếu qua chiếc áo bà ba màu trắng đã đẫm ướt mồ hôi dính chặt trên da thịt của Hiếu. Thấy Hậu nhìn mình bằng một cặp mắt lạ lạ không giống như mọi hôm, Hiếu liền hỏi: Trời đất, làm cái gì mà nhìn người ta dữ vậy ông nội? Hậu tỏ vẻ mắc cỡ, liền đánh trống lảng: Thì xem Hiếu hút nọc độc ra như thế nào đó mà. Có thiệt không đó? Sao mà cứ thấy nhìn chăm chăm vào người ta vậy cha? Hiếu vừa nói vừa che lấy thân thể chân chuột của mình bằng hai cánh tay xám xịn. Thấy Hiếu tỏ vẻ ngượng ngùng trước cái nhìn lạ lẫm của mình, Hậu cười. Ai biểu Hiếu có một thân hình khiêu gợi làm chi? Hiếu biết Hậu chiêu chọc mình, Hiếu lém lĩnh: Vậy à, khiêu gợi chỗ nào đâu? Thì Hiếu có một thân hình thật đẹp đó. Vừa nói xong, Hậu đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác, không dám nhìn Hiếu nữa, sợ để lộ chân tướng của một kẻ đang khao khát được ôm chầm lấy thân thể đó. Lúc đó Hiếu cũng như hiểu ý được Hậu, liền tấn công tới tấp. Vậy có muốn xem hết không nè? Câu nói của Hiếu đã làm cho gương mặt của Hậu đã đỏ càng bừng đỏ thêm. Tưởng Hiếu chiêu chọc mình, Hậu ngại ngùng: Thôi, đừng chiêu chọc tôi nữa mà, bộ không muốn cứu tôi sao? Không sao rồi, Hiếu đã hút hết nọc độc ra khỏi vết thương cho Hậu rồi đó. Hậu vui mừng thành thật: Cảm ơn Hiếu nhiều nghe. Không có Hiếu cứu tôi thì chắc tôi đã... chắc đã đi gặp ông Diêm Dương để mà nhìn bà con rồi chứ gì. Nói thiệt nghe, nọc độc của rắn mà không hút ra kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng lắm đó. Hiếu vừa nói, vừa nhẹ nhàng tháo chiếc áo đang cột trên bắp chân của Hậu. Lại một lần nữa, những thao tác tháo gỡ cái áo trên bắp chân của Hậu. Không biết Hiếu vô tình hay cố ý mà bàn tay của anh thỉnh thoảng ôm nhẹ bắp chân của Hậu, rồi vuốt nhẹ xuống. Đã làm cho Hậu đê mê, và có những lúc Hậu rùng mình và toàn thân Hậu nổi da gà vì những sự va chạm đầy cảm hứng. Thình lình, Hiếu và Hậu nhìn nhau. Nhưng khác với mọi hôm, cái nhìn của họ có một cái gì đó lưu luyến, khao khát, níu kéo và rực lửa. Những lúc nhìn nhau như vậy, không biết họ đã suy nghĩ gì. Chắc có lẽ vì những lời nói tuy đùa mà thật, rồi những sự va chạm vô tình đầy thiên diện, và trong ánh mắt hình như họ đã tìm kiếm một cái gì đó trong nhau. Hiếu và Hậu nhìn nhau đắm đuối mà không nói được một lời nào. Trong những giây phút đó, trong họ hình như đã có một sự đồng cảm, mặc dù chưa ai nói với ai. Nhưng qua ánh mắt cử chỉ thì họ đã nhận thức được rằng đối phương là ai và đang muốn gì. Không ai để ai chủ động. Họ tiến lại gần nhau, từ từ ôm lấy nhau. Tim của họ mỗi lúc đập càng mạnh và hình như hai con tim đó quyện chặt bằng một nhịp đập. Hơi thở của họ hình như cũng đang tìm kiếm đến với nhau để hòa chung một nhịp thở cho nhau. Không nói lời nào, Hậu ôm khuôn mặt của Hiếu, nhìn nồng nàn, rồi đặt nhẹ nụ hôn đầu đời của mình trên đôi môi căng phồng đầy nhựa sống của Hiếu, mà cứ ngỡ mình đang nằm chiêm bao.
Hiếu cũng đang mò mẫm từng ngón tay của mình trên gương mặt của Hậu. Từ dần trán, đôi chân mày rậm, đôi mắt long lanh, để tìm kiếm một cái gì đó rất quen thuộc ngày nào, tuy rất gần nhưng rất xa. Giờ đây đã gần, lại càng gần hơn. Hậu mân mê đôi bàn tay sạm nắng của mình lên trên lồng ngực rắn chắc to khỏe của Hiếu, mà Hậu đã từng mơ ước được một lần vuốt ve nó. Hậu đặt những nụ hôn như mưa lên trên lồng ngực dạm dở của Hiếu, rồi nhẹ nhàng áp sát mặt của mình vào lồng ngực của Hiếu như để lắng nghe nhịp đập và hơi thở nồng nàn của người mà Hậu đã từng thương thầm nhớ chồm, xem nó có thì thào gọi khẽ. Hậu, tên của mình không? Hiếu từ từ đè nhẹ Hậu nằm xuống đất, mà đôi mắt của Hiếu thì cứ nhìn hoài nhìn mãi gương mặt của Hậu mà không chớp mắt. Được một hồi lâu, Hiếu cũng từ từ nằm xuống, đặt nhẹ đầu của mình lên trên lồng ngực của Hậu. Hai tay Hiếu tròn ôm lấy thân thể của Hậu. Hậu ôm lấy Hiếu, và họ chỉ biết nằm yên, ôm lấy nhau, mặc cho thời gian nhẹ nhàng lướt qua. Hình như gió đã ngừng thổi, những thân tre rút cao cũng không còn cọt kẹt. Chim ngừng hót, lá ngừng bay, để đưa những cặp mắt vô hình của chúng để chứng minh một cuộc tình trai với trai trên sông nước miền Nam. Gió đã thổi từng cơn thật nhẹ trở lại, như đẩy ru tình của Hậu và Hiếu vào cõi vô biên. Những hàng dừa gian sông cũng từ từ khe khẽ đu đưa như dỗ giấc men tình đầu đời của họ. Những con sáo thì cứ hót líu lo truyền từ bụi trúc này sang khóm trúc kia, như để ca tụng mối tình của hai mảnh hồn quê trong sáng. Tất cả những âm thanh của gió, của nước, của những sao động xung quanh đã tạo thành một khúc nhạc đồng quê để dẫn dắt hai trái tim vừa tìm được tình yêu vào ngưỡng cửa men tình ân ái. Bàn tay của Hậu vừa thoi nhẹ trên tấm lưng vuông trần của Hiếu, vừa nói: Hiếu nè. Hiếu có biết rằng Hậu đã để ý thương thầm Hiếu từ cái buổi nào không? Hiếu còn nhớ cái lần đầu tiên mình đã gặp nhau trên nhà của thím Năm Liên không? Bữa đó gặt lúa mà Hậu đâu có tập trung đọc được đâu, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lén Hiếu. Tối về đâu có ngủ được, cứ thổn thức và thấy nao nao làm sao á. Chỉ mong sao trời sáng để gặp lại Hiếu thôi. Hiếu lòn cánh tay phải của mình để cho Hậu tựa đầu. Vừa nói mà những ngón tay trên cánh tay trái của Hiếu thì cứ chạy đều nhẹ nhàng từ ngực xuống bụng của Hậu. Hậu biết không? Hiếu cũng vậy. Bữa đó Hiếu chỉ biết thầm lặng đi ra sau bồn lúa mà nhìn chợm lén Hậu thôi. Đêm về thì đâu có ngủ được, đi ra rồi đi vào y như người bị mộng du vậy đó. Vì vậy ông bà mình mới gọi là tiếng sét ái tình phải không Hậu? Hậu đưa hai bàn tay đặt phía sau đầu mình. Mắt Hậu nhìn lên trên bầu trời cao vút im ả. Thỉnh thoảng Hậu lại đưa mắt nhìn theo những đàn chim đang bay thẳng cánh lúc cao lúc thấp mà cảm thấy trong lòng bình yên. Hậu quay người sang Hiếu, tay phải chống đầu, tay trái vuốt lấy từng sợi tóc đen mung của Hiếu. Hậu cười nhẹ hỏi Hiếu: Hiếu nè, Hiếu có thấy quê hương của mình đẹp lắm không? Có hàng cao bến nước, có mái nhà tranh lấp lánh ánh đèn dầu, có con đê và hàng dừa chạy dài soi bóng nước gian sông. Những lũy tre làng thẳng tắp, đu đưa trong gió, dẫn đến con đường làng. Và có tiếng hò ru con của ai trong những trưa hè vắng vẻ. Tất cả thật đẹp và thơ mộng lắm phải không Hiếu? Mà Hiếu, Hiếu thích nhất gì của quê hương mình nè? Hiếu thì... Hiếu trả lời: Hiếu thì thích nhất là vào những buổi bình minh, Hiếu thích được nhìn các chú mục đồng đang dẫn dắt các đàn trâu đàn bò trên con đường đê. Đi theo là các chú bê con với những chiếc lục lạc len can bên mẹ. Những ngọn khói như cuộn lấy nhau bay lên từ túp liều tranh của nhà ai. Tiếng giọng cổ thì nghe mũi lòng, mà mùi gạo lứt thì vẫn tỏa hương bay xa ngào ngạt.
quê hương của mình đẹp quá. Đẹp quá phải không Hậu? Hậu ngồi dậy, dựa mình vào gốc đa già ghen xong. Hiếu cũng lơm khơm và đặt nhẹ đầu của mình lên trên đùi của Hậu. Hậu và Hiếu cũng đưa mắt nhìn xa xa ra bờ sông, nơi có những con đò đang xuôi ngược, luồn lách qua những từng khúc sông lúc to lúc hẹp, mà những hàng dừa nước vẫn quặn mình soi bóng trên sông. Hậu cúi xuống nhìn Hiếu, trong ánh mắt thấm đượm tình quê. Hậu bảo, Hậu nghĩ chắc Hậu sẽ không bao giờ xa rời cái mảnh đất thân thương, miền quê này của mình đâu Hiếu. Làm sao Hậu có thể quên tiếng anh lái đò gọi khách trên sông? Hay tiếng biềm biệp kêu con nước chiều nước lớn? Nhất là giờ đây đã có Hiếu và tình yêu của Hiếu đã dành cho Hậu, thì Hậu sẽ chôn chặt cuộc đời của mình trên mảnh đất này. Và hứa sẽ dâng hiến tình yêu của mình cho quê hương và cho Hiếu. À, mà Hiếu có ước mơ gì không vậy? Hiếu luồn bàn tay phải của mình ôm lấy hông phải của Hậu, xoa xoa nhẹ vài cái, trả lời. Có chứ Hậu, ai sống trên đời mà chẳng có ước mơ. Như Hậu cũng biết đó, quê hương của mình còn nghèo lắm. Trường lớp thì thiếu, hầu hết các em nhỏ không được cấp sách đến trường. Chữ A chữ B cũng không biết. Cho nên ước mơ của Hiếu là sẽ xây dựng một ngôi trường làng khang trang ngay trên mảnh vườn của mình. Và Hiếu cũng ước mơ mình trở thành một ông giáo để dạy cho các em biết được tiếng A tiếng B mà ngước mặt nhìn đời, chắp đôi cánh bé nhỏ của chúng bay thật xa để tiếp cận với thế giới bên ngoài. Đừng giống như cha mẹ của chúng, chỉ biết cái cày, cái cuốc, cái mảnh đất này từ ngày lọt lòng cho đến khi nhắm mắt. Không biết ước mơ của Hiếu có thực hiện được hay không, nhưng cũng cảm ơn trời đất và xin tạ ơn trời đất cho ước mơ của Hiếu trở thành sự thật. Còn Hậu, Hậu có thể chia sẻ với Hiếu về ước mơ của mình được không? Hậu hả? Có chớ. Hậu thì ước mơ mình trở thành một ca sĩ, chuyên hát những bản nhạc dân ca, mang đậm tình quê hương và tình người. Và Hậu muốn mình chuyên chở những vẻ đẹp mộc mạc đó đến với tất cả mọi người trên khắp nẻo đường quê hương, từ thành thị cho đến làng quê, để họ có thể hình dung và chiêm nghiệm về vẻ đẹp của miền quê mình như thế nào. Thế là kể từ đó, tình cảm của Hậu và Hiếu đã nảy nở theo thời gian. Những sớm những chiều đi về họ đều có nhau. Hình ảnh của hai chàng trai dung dăng dung dẻ trên con đường đê vào những buổi chiều đã in đậm vào lòng đất. Hình ảnh của hai mái đầu trai trẻ trên chiếc võng cọt kẹt sau nhà vào những trưa hè ối ả đã ghi sâu vào lòng gió. Hình ảnh của hai thân thể trần truồng quyện chặt lấy nhau giữa dòng sông Hậu vào những buổi hoàng hôn mờ nhạt nắng đã ăn sâu vào lòng nước. Và hình ảnh của hai con tim nồng nàn sưởi ấm cho nhau vào những đêm mưa tầm tã đã trôi theo những giọt mưa làm mát lại lòng người. Vào những đêm trăng sáng, Hậu và Hiếu thường ra mé sông ngồi nhâm nhi uống rượu cho đến khi ngà ngà say, men rượu lẫn men tình. Họ diễn đi diễn lại đoạn hồ quảng mà Hậu tự chế. Hậu trong vai hoàng đế Đại Minh, tương tư, thương nhớ, hờn trách Ngô Đông Điền, một võ tướng từ biên cương trở về. Hậu nhập vai, rót một ly rượu đứng lên, vừa uống rượu, vừa thả hồn theo trăng. Trăng lên cao, núi lên cao, ta muốn cùng trăng lên đỉnh núi để soi dặm đường cho kẻ ở biên cương. Kính bẩm hoàng thượng, có võ tướng Ngô Đông Điền từ biên ải xa xôi trở về, xin diện kiến hoàng thượng. Vậy à, cho mời người vào nhé. Tuấn mãn. Thái giám đâu hết rồi? Hãy chuẩn bị long xa ngự tủ, thắp sáng đèn quá đăng và khải lên khúc nhạc ru thường
để ta nghinh đón Điền Khanh từ chiến trường xa xôi trở về họp mặt. Hoàng thượng, Điền Khanh, Điền Khanh hãy đến đây với chẩm nào. Khanh có biết rằng chẩm thương và nhớ Khanh nhiều lắm không? Những đêm trăng sáng như thế này, chỉ một mình chẩm cô độc ngồi đây, uống rượu ngâm thơ mà nhớ đến Hiền Khanh gia diết. Sao mà không về thăm chẩm? Hiếu cũng nhập vai và an ủi hoàng thượng. Bẩm thưa hoàng thượng, thần tôi cũng vậy, hình ảnh của hoàng thượng cứ chập chờn trong giấc ngủ. Hoàng thượng có biết rằng vào những đêm trời đóng rét mướt, tuyết ngập phủ cả một ngọn đồi, một mình trong túp lều, hạ thần cũng đơn độc lạnh lùng bên chiếc đèn con, mà ước gì được kề cẩn mình rồng cho cõi lòng bớt đi phần nào lạnh lẽo. Nhưng chỉ biết nuốt đi sự thương nhớ mong chờ, chờ cho đến ngày châu hòa phô hợp. Hầu rót thêm một ly rượu đưa cho Hiếu, cũng trong giọng hờn trách. Khanh nói là nhớ chẩm, mà sao không dục ngựa về thăm chẩm? Hay là Hiền Khanh muốn chẩm chết trong sự thương nhớ mong chờ? Hiếu nhận ly rượu, một tay che nửa mặt, một tay đưa ly rượu lên miệng uống cạn một hơi rồi tiếp. Thưa hoàng thượng, làm sao thần tôi có thể dục ngựa về diễn kiến hoàng thượng cho thỏa lòng nhung nhớ, khi mà giặc ngoại xâm đang lăm le bờ cõi? Phận làm tôi xin lấy chữ quê hương làm đầu, đất nước thanh bình thì tình yêu của đôi ta mới đơm hoa và kết nụ. Nhiều lúc chẩm nhớ Khanh tên phát điên lên được, muốn dục ngựa ra biên cương mà thăm Hiền Khanh, nhưng lại sợ việc trong triều nội không ai cai quản. Hiếu làm bộ lấy trong áo giáp một mảnh nhung y mà Ngô Đông Điền đã dùng máu đỏ và lệ tương tư để vẽ lên bức chân dung hoàng thượng. Ánh mắt Hiếu thiết tha nhìn hầu, vừa mở mảnh nhung y vừa thỏ thẻ. Thưa bệ hạ, bằng chứng đây là mảnh nhung y mà Ngô Đông Điền tôi đã dùng máu và nước mắt của mình để vẽ thành chân dung của bệ hạ mà nhìn cho thỏa lòng nhung nhớ. Nay giặc ngoại xâm đã rút khỏi bờ cõi biên cương, đất nước an lạc thanh bình, thì trái tim này xin dâng trọn đời cho bệ hạ. Hầu lấy tấm vải đang lót dưới đất mà hậu già Hiếu dùng để lót mỗi khi ngồi uống rượu, rồi khoác lên người cho Hiếu, như hoàng thượng đang khoác chiếc áo lụa cho Ngô Đông Điền trong đêm giá lạnh, rồi trình trọng. Chẩm thật là một người có phúc, mới có được một chi kỷ và một người yêu như Hiền Khanh vậy. Và nước non này cũng hãnh diện có được một người con đã đặt tình yêu quê hương của mình trên tình yêu đôi lứa. Chẩm sẽ ghi xương khắc cốt tình yêu này theo cùng quyết tận. Hiếu vừa cột tấm vải trên vai, vừa nắm bàn tay của hầu hôn nhẹ vài cái, rồi cầm bàn tay đó của hầu đặt lên trên lồng ngực trái của mình, giọng nồng nàn. Thưa hoàng thượng có cảm nhận được không? Trái tim của Điền tôi đang khẽ gọi tên ngài, và nó đã thở cho ngài sau lần đầu tiên gặp gỡ. Thì xin hoàng thượng đừng nói vậy mà hạ thần có lỗi với bề trên. Chính hạ thần mới là kẻ có phước, vì đã được hoàng thượng quên đi thân ngà ngọc, một mình một ngựa tiên thẳng ra xa trường, cứu lấy mạng sống của hạ thần trong lúc cái chết đang cận kề trước mặt. Hầu đặt nhẹ nụ hôn của mình lên trên lồng ngực trái của Hiếu, và cầm lấy bàn tay của Hiếu cũng đặt nhẹ lên trên lồng ngực trái của mình, trong ánh mắt như cười như nói. Và đây
là nhà của Điền Khanh đã từ lâu vắng chủ. Giờ Khanh về, có chủ có người, ngôi nhà này sẽ ấm cúng hơn xưa. Hiếu và Hậu càng tiến sát lại gần nhau. Trong men rượu ngà ngà say, trong lớp tuồng nửa hư nửa thật, đã làm cho họ đã say càng say, đã yêu càng yêu. Lửa yêu thương đang rực cháy, lửa lòng đang rạo rực. Hiếu và Hậu ôm lấy nhau, hôn nhau, áp sát vào nhau. Bàn tay của họ thì cứ mò mẫm như tìm kiếm những đường mòn quen thuộc trên thân thể của nhau. Như lửa lòng của Hoàng đế Đại Minh và lửa tình của hiền thần Ngô Đông Điền từ biên cương về hội ngộ. Mà ánh trăng bàn bạc là chứng nhân của một thiên tình sự. Loa loa loa, kính thưa bà con cô bác, sau một năm làm việc vất vả, đến hôm nay thì vụ mùa đã gặt hái và có hiệu quả tốt. Cho nên xã ta có tổ chức một đêm văn nghệ để ăn mừng. Xin mời quý bà con cô bác hãy dành chút thì giờ quý báu của mình để đến xem một chương trình văn nghệ đặc sắc Cây nhà lá giường do đội văn nghệ của xã tổ chức tối đêm nay vào lúc 7:30 tại đình làng. Loa loa loa. Hiếu đang ở trên ngọn dừa giọng vang xuống. Tiết mục của Hậu tới hôm nay, Hậu đã chuẩn bị xong chưa? Hậu vừa khề nề khiêng mấy buồng dừa vừa hỗn hển. Hiếu đừng lo, xong hết rồi. Hậu chỉ cần vợt lại một chút với ban nhạc nữa là xong, đừng có lo mà. Hậu hậu, tránh ra một bên nha, coi chừng mấy trái dừa rớt xuống bể đầu bây giờ đó. Hậu như con sóc, nhảy sang một bên, đưa mắt nhìn lên Hiếu. Hiếu nè, tối nay sau buổi văn nghệ, hai đứa chèo đò ra chợ đêm miền Tây chơi nghe. Hiếu vừa chặt dừa, vừa hỏi Hậu. Ừ, cũng được. Mà đi chợ đêm miền Tây để làm gì vậy Hậu? Lâu quá không có đi. Giả lại cần mua một số đồ vậy mà. Hậu trả lời. Còn vài bữa nữa là Hiếu ra tỉnh học rồi đó. Hậu muốn mua một vài thứ cần thiết để cho Hiếu mang theo vậy mà. Với lại đêm nay trăng sáng nữa, Hậu muốn hai đứa mình chèo thuyền trên sông để ngắm trăng nghe. Hiếu ngưng chặt mấy buồng dừa, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa nói với Hậu. Không cần đâu Hậu ơi, ra tỉnh Hiếu có thể mua được mà. Còn thả thuyền trên sông á, thì Hiếu đồng ý ngay, để ngắm trăng quê mình một lần cuối trước khi lên tỉnh học. Rồi Hiếu tuột xuống. Hậu cầm bình trà đến gần, rót cho Hiếu một chén, ân cần. Đồng ý ra tỉnh Hiếu có thể mua được. Nhưng Hậu lại muốn mua cho Hiếu một vài thứ cần thiết mà trên tỉnh chưa chắc mua được ăn nghe. Cá khô, mắm lóc, làm sao bằng ở quê mình được. Mà Hiếu nè, Hiếu sắp sửa làm thầy giáo rồi. Cho Hậu hỏi một câu nha. Câu hỏi như thế này. Vua, người ta gọi là hoàng đế hay hoàng thượng? Mẹ vua, người ta gọi là hoàng thái hậu. Vợ vua, người ta gọi là hoàng hậu. Vậy thì chồng của vua, người ta gọi là gì? Hiếu ngưng uống nước, một tay cầm chén nước, một tay nâng nhẹ tà áo bà ba lau mồ hôi trên trán, miệng thì ấp úng, không biết trả lời làm sao. Chồng của vua chắc gọi là hoàng đế chứ gì? Hậu ngạc nhiên. Trời đất, có thiệt không đó? Thầy giáo gì đâu mà dở ẹt vậy? Hoàng đế là em vua. Trời ơi, sao mà tệ quá vậy? Hiếu đưa tay gãi đầu vài cái, suy nghĩ một hồi, cười vui vẻ như tìm được câu trả lời. À, Hậu lắng nghe câu trả lời của Hiếu này nghe. Ngày xưa, người ta gọi phụ là vợ và phu là chồng phải không nè? Vậy thì chồng của vua, người ta sẽ gọi là hoàng phu. Vậy Hiếu là hoàng phu của Hậu rồi đó. Vậy thì chậm hãy đến đây với hoàng phu nào. Hậu và Hiếu cười thỏa thích. Nhưng rồi Hậu sực nhớ
còn một câu hỏi chưa hỏi Hiếu. Hậu liền hỏi tiếp. Hậu còn một câu hỏi định hỏi Hiếu nè nghe. Vợ của ông giáo, người ta gọi là bà giáo. Vậy thì chồng của ông giáo, người ta sẽ gọi là gì? Trả lời đi. Nếu mà trả lời không được thì chịu thua đó nghe. Lại một lần nữa, câu hỏi của Hậu đã làm cho Hiếu bối rối mà không biết phải trả lời làm sao. Từ trước đến giờ trong sách vở, đâu có danh từ nào dùng để gọi chồng của ông giáo là gì đâu. Hiếu lại gãi đầu dài cái, nhưng lần này thì không tìm được câu trả lời, đành chịu thua. Hiếu xuống giọng. Vậy chứ Hậu biết không? Trời, có thiệt không đó? Câu trả lời dễ ẹt như vậy mà cũng không trả lời được nữa. Nghe nè. Chồng ông giáo, người ta gọi là ông giáo phu. Vậy thì ông giáo, hãy đến đây với ông giáo phu nào. Hiếu cũng đắc chí với câu trả lời của Hậu, rồi cùng cười theo Hậu. Vậy thì xin mời hoàng phu của chẩm, hãy mang mấy buồng dừa này xuống ghe, để tối nay hai đứa chúng ta cùng chở ra chợ Tây Đô bán nghe. Tuân lĩnh hoàng thượng. Ông Tư từ trong nhà bước ra. Thấy Hậu và Hiếu cười vui vẻ, ông hỏi. Làm cái gì mà hai đứa cười vui vẻ vậy? Thôi, rửa tay rửa chân rồi vào nhà ăn cơm với tía. Tía và Hiếu vô nhà trước đi. Để con chạy sang quán của thím Mười, đông cho một vài sĩ nếp than, con sẽ về liền. Đi lẹ lẹ rồi về dùng cơm nghe con. Ông Tư và Hiếu vừa đi vào nhà vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ông Tư quay sang hỏi Hiếu. Con lên tỉnh chừng mấy năm thì xong vậy con? Dạ thưa bác, con nghĩ chắc có lẽ chừng 2 hay 3 năm gì đó. Phải chi thằng Hậu của bác cũng lên tỉnh học thì vui biết mấy. Bác bảo nó cứ đi mà nó không chịu. Bảo là đi lên trển học ai ở nhà chăm sóc bác. Cái thằng thiệt, nó làm như bác còn nhỏ lắm vậy đó. Sau khi ra trường, con có định về lại cái nơi này để dạy học không vậy con? Dạ thưa bác, đó là ước nguyện của con đó bác. Hạnh phúc nào bằng nếu được cống hiến một cái gì đó cho quê hương và xứ sở của mình. Ông Tư vừa lau khô mấy chiếc đũa bằng tà áo bà ba của ông đang mặc. Giọng của ông có vẻ rất vui mừng trước câu trả lời của Hiếu. Con nghĩ như vậy là tốt. Chưa bác thấy hầu hết những người trẻ tuổi như con, sau khi ra trường chỉ muốn kiếm một việc làm gì đó trên tỉnh lẻ hay thành thị thôi. Chứ đâu có chịu về cái nơi nghèo khổ này. Hiếu bỏ mấy cái chén lên mâm cơm, rồi dùng đũa xới xới nồi cơm vài cái, nói với ông Tư. Bác biết không? Đi đâu thì mình cũng phải làm việc, phải không thưa bác? Nếu có cơ hội, có điều kiện, tại sao mình không làm một việc gì đó ngay trên mảnh đất mà đã nuôi khôn lớn mình? Được như vậy thì mới hạnh phúc và có ý nghĩa. Con nghĩ như vậy thì phải. Ông Định bưng mâm cơm lên thì Hiếu vội vàng bảo. Bác để đó con bưng cho. Rồi Hiếu bưng mâm cơm ra sau giường đặt xuống đất cạnh bụi chuối. Lúc đó Hậu cũng từ quán bạn Mười trở về. Không thấy ông Tư, Hậu hỏi. Ủa, tía đâu rồi Hiếu? Hiếu trả lời mà không suy nghĩ. Tía đang luộc rau muống ở trong nhà, chắc gần xong rồi đó. Hậu nhìn Hiếu chiều mến, trước câu tía mà Hiếu vừa gọi đã làm cho cõi lòng của Hậu ấm lại. Hậu trêu chọc. Trời ơi, tía của tôi mà, đâu phải tía của Hiếu đâu. Mà sao gọi tiếng tía nghe ngọt xớt vậy?
Hiếu như hiểu được câu nói của Hậu. Mặt đỏ, bẽn lẽn, nhưng không chịu thua. Hiếu lên tiếng. Bộ không muốn tôi gọi ông Tư bằng tía sao? Tôi gọi ông Tư bằng tía là tại vì có người đã chịu gả cho tôi rồi mà. Hậu cũng lém lĩnh, lên tiếng trả lời. Tôi chịu gả cho người ta, nhưng mà chưa làm đám cưới mà, thì sao gọi ông Tư bằng tía được chứ? Vậy lát nữa khi ăn cơm, để tôi nói chuyện với ông Tư được không? Hậu tưởng Hiếu sẽ ngỏ lời với tía mình thiệt. Hậu bỏ nhỏ. Bộ muốn chết hả? Hiếu cười thỏa mãn. Hiếu đến gần định hôn nhẹ lên má của Hậu. Chưa kịp thì ông Tư từ trong nhà bước ra. Thôi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm với tía. Mới có 6 giờ chiều mà các bà con trong xã đã kéo đến đình làng rất đông để dành một chỗ ngồi cho mình chờ xem buổi trình diễn văn nghệ tối nay. Đúng 7 giờ 30 thì người điều khiển chương trình trịnh trọng lên sân khấu khai mạc đêm diễn. Kính thưa bà con cô bác, xin mời bà con cô bác hãy ổn định chỗ ngồi. Đừng chạy lên chạy xuống, đừng đi qua đi lại. Hãy giữ yên lặng trật tự để chương trình văn nghệ được bắt đầu. Anh ta đẩy cái microphone sát miệng rồi tiếp. Để mở màn chương trình, xin mời các bà con cô bác thưởng thức một tiết mục rất đặc sắc do các anh chị em trong làng trình diễn qua một vũ khúc Chiều Đồng Quê. Chiếc màn từ từ mở. Tiếng nhạc, tiếng trống vang dày. 6 cô gái bên cánh phải sân khấu trong những chiếc áo bà ba đủ màu. 6 chàng trai bên cánh trái của sân khấu trong chiếc quần nâu như khi đi làm trên đồng ruộng để lộ một thân hình khỏe mạnh. Tay cầm cày, cầm cuốc và tiếng nhạc đã dần dần dẫn dắt họ từ từ bước ra sân khấu. Những cô gái thùy mị, uyển chuyển, dịu dàng lạ lướt trên sân khấu như những nàng tiên trên đồng lúa trong mùa gặt hái, mà mái tóc đen quyền ống ả đã làm tăng thêm vẻ đẹp của các cô. Các chàng trai mạnh mẽ múa điều bên các cô gái trong ánh đèn của sàn diễn đã dựng lên một khung cảnh thanh bình no ấm trên sông nước. Còn 2 tiết mục nữa là đến phiên Hậu trình diễn. Hậu nảy ra một ý định là sẽ không ca bài tân nhạc như đã sắp xếp với ban tổ chức. Hậu cảm thấy đêm nay, sao Hậu lại thích ca giọng cổ vô cùng. Nhất là bài giọng cổ mà hồi chiều sau bữa cơm, ông Tư và Hiếu đã đờn cho Hậu hát. Thế là Hậu chạy lăng xăng xuống hàng ghế khán giả tìm ông Tư và Hiếu. Vừa thấy Hậu, Hiếu ngạc nhiên. Trời đất, gần đến hậu diễn rồi, sao con chạy ra đây? Bộ có vấn đề trục trặc gì sao? Hậu vừa thở, vừa hối hả. Ủa, tía không có ngồi chung với Hiếu sao? Tía ngồi ở đằng kia với thím Bảy. Mợ có chuyện gì không? Hậu giục Hiếu. Hiếu, hãy đưa tìm tía giùm Hậu nghe. Rồi bảo tía ra sau sân khấu gặp Hậu. Hậu sẽ không ca bản tân nhạc nữa, mà là sẽ ca bản giọng cổ mà hồi chiều tía và Hiếu đợi cho Hậu hát đó. Hiếu lính quýnh đứng lên, xỏ đôi dép vào chân, hai tay thọc vào hai túi áo bà ba, giọng lo lắng. Trời đất, có thiệt không đó? Mấy cây đờn tía và Hiếu đâu có đem theo? Đừng có lo mà, cũng may là hồi chiều Hậu đem mấy cây đờn bỏ dưới ghe. Thôi bây giờ Hiếu đi tìm tía giùm Hậu nghe. Để Hậu chạy ra ghe đem mấy cây đờn lên, rồi nói với các cô các chú là chuyển tiết mục của Hậu xuống chương trình. Vừa nói xong, Hậu chạy thẳng ra bến đò, còn Hiếu thì lăng xăng đi tìm ông Tư. Tía ơi. Cái gì vậy Hiếu? Bay làm cái gì mà thở hổn hển dữ vậy con? Mau theo con ra phía sau sân khấu bác. Để cho tía ngồi ở đây coi mà. Phải ra sân khấu làm gì? Hậu thay đổi bài hát rồi tía ơi. Hậu muốn ca cái bài giọng cổ mà hồi chiều mình đờn cho Hậu hát đó. Cái thằng Hậu này mần ăn cái gì mà kỳ cục vậy không biết nữa. Thôi mình đi con. Chị Bãi nè, chị ngồi đây nghe chị. Dạ, kính thưa quý bà con cô bác, để tiếp tục chương trình,
Xin mời quý bà con cô bác thưởng thức một tiết mục Tân Cổ Giao Duyên, Mai Chị Về Rồi, qua tiếng hát của anh Công Hậu, với phần nhạc điệm giọng cổ do ông Tư và anh Hiếu phụ trách. Tiếng vỗ tay, tiếng quýt sáo từ phía bà con cô bác. Hậu từ từ bước ra sân khấu, cúi chào. Mai chị về rồi còn có em thôi, biết nói sao đây nếu người ta hờ hững trách. Biết nói làm sao nếu người ta rưng rưng nước mắt hỏi người xưa sao sớm dội dòng tình. Biết nói làm sao với người ôm khối tuyết tình, khi chính chỉ mới là người dông phù, tắt bến sang thuyền phú rải người ta. Em hãy bảo là chỉ nhắn lại một lời thôi, hay quên đi chuyện yêu thương ngày cũ. Em biết nói sao đây nếu người ta cúi đầu câm nín không oán than hờn trách một lời nào. Em ơi hãy bảo với người ta đừng buồn đừng khổ nữa, khi tình đầu chót đã dở dang. Họ hẹn đó nay đổi thành lời ly biệt, chị đã theo chồng là cắt mấy đò ngang. Trăm năm chuyện cũ thôi đành lỡ, có đợi chờ thương nhớ cũng bằng không. Thơ tình ngày cũ giờ trao lại là hết là thôi mộng buổi ban đầu. Gió đưa cây cải về trời cho rau răm mở lại chịu đời đắng cay. Chỉ về phương ấy xa để em ở lại nghe người ta nắng lời. Đã lâu lắm rồi bà con trong xã mới được thưởng thức một chương trình văn nghệ Cây Nhà Lá Giường đặc sắc như đêm nay. Ai ai cũng đều nở một nụ cười tươi tắn trên gương mặt sạm nắng sau một ngày dài làm việc vất vả ngoài đồng ngoài ruộng. Tiếng người cười cười nói không ngớt lời, tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi để động viên khuyến khích anh chị em trên sàn diễn thì liên tục nổ giòn như tiếng pháo đầu xuân. Cũng nhờ những dịp văn nghệ như thế này mà trai gái trong làng có cơ hội gặp nhau, hẹn hò yêu nhau rồi thề non hẹn biển. Các ông già bà cả lâu ngày gặp lại thì cũng không ngớt lời về chuyện con cái, chuyện dựng vợ gả chồng, chuyện cháu nội cháu ngoại, chuyện làm ăn trên tỉnh lẻ và những chuyện từ đầu làng cho đến cuối xóm. Sau buổi trình diễn, bà con cô bác từ già, trẻ cho đến con nít, ai ai cũng đều ưng ý và hẹn sẽ có một buổi văn nghệ Cây Nhà Lá Giường như thế này trong một ngày không xa. Hậu và Hiếu len lỏi trong đám đông để tìm ông Tư. Khi đi ngang qua những người quen, ai ai cũng đều khen Hậu ca giọng cổ thật hay thật mùi, và Hiếu đờn thật giỏi. Con ca giọng cổ hay lắm đó nghe Hậu. Anh Hiếu nè, bữa nào anh rảnh em sang, anh chỉ cho em đờn 6 câu giọng cổ nghe. Ca hay như vậy sao không theo đoàn nào vậy mày? Hậu và Hiếu chỉ cười cảm ơn, hỏi chào lễ phép, rồi tiếp tục đi tìm ông Tư. Khi thấy ông Tư đang đứng cạnh thím Bảy cùng sớm, Hậu ân cần: Tía ơi tía. Dạ, con chào thím Bảy. Tía nè, tía qua giang xuồng thím Bảy về nghe. Để con và Hiếu đem mấy buồng dừa, mấy buồng chuối mới chặt hồi chiều đem ra chợ đêm bán. Sẵn tiện tụi con sẽ mua một số đồ dùng, tụi con sẽ về liền đó tía. Ừ,
Để tía ở Hoa Giang xuồng thêm 7 vậy cũng được. Mà đi lẻ ai vậy nghe con? Để cho thằng Hiếu nó còn nghỉ. Sáng mời nó còn phải lên tỉnh đó. Dạ. Mà hậu nè. Dạ thưa gì vậy tía? Con nhớ mua cho tía mấy con cá khô sặc, nửa ký trà và một số đường thốt nốt nghe con. Dạ con sẽ mua cho tía. Còn gì nữa không tía? Thôi tụi con đi nghe. Thôi mình đi Hiếu. Ánh sáng của mặt trăng đủ soi rọi trên những chiếc ghe tam bản, được các cô gái, các chàng trai khua nhà mái chèo bồng bềnh trên sông nước. Chiếc xuôi, chiếc ngược luồn lách qua từng nhánh sông lúc to lúc nhỏ, mà tiếng hò trêu chọc của các cô gái chàng trai cứ đua nhau hòa quyện trong gió, lúc xa lúc gần, đưa đến khu chợ nổi trên sông nước ban đêm. Những vì sao trên bầu trời cũng đua nhau lấp lánh, đua nhau chớp nháy, như nhảy múa, như cũng muốn được gom góp một phần vẻ đẹp của chúng để chăm tạo thêm cho đời sống của người dân thôn nông có thêm phần thiên vị. Ánh trăng và những vì sao trên bầu trời đã bị những chiếc xuồng, chiếc ghe ngược xuôi làm chúng dở thành từng trăm mảnh, hàng ngàn mảnh, như những hạt kim cương rơi rụng xuống mặt sông trong đêm tĩnh mịch. Hiếu vẫn điều tai khua nhẹ mái chèo, mà mắt của Hiếu thì cứ chăm chăm nhìn khuôn mặt của Hậu. Đêm nay dưới ánh trăng sáng tỏ, Hiếu thấy gương mặt của Hậu đẹp hơn bao giờ hết, đẹp như một bức tranh đồng quê, mà sống mũi của Hậu là bờ đê còn đẫm ướt sương mai. Đôi mắt của Hậu lóng lánh như hai nhánh sông, sông Tiền, sông Hậu, đã đem những dòng nước ngọt ngào về tưới lên những cánh đồng khô cằn. Đôi chân mày rậm rạp, dày của Hậu, mà Hiếu ngỡ đó là những con đường làng quen thuộc, làm ấm đôi bàn chân của Hiếu khi trở lại ngôi nhà mình sau một ngày dài vất vả. Gương mặt của Hậu càng nhìn, Hiếu càng thấy đẹp, đẹp hơn bao giờ hết. Đẹp như một cánh đồng lúa chịu nặng phù sa, nuôi sống người dân thôn giả. Hiếu thầm nghĩ, chắc có lẽ khi yêu, mình sẽ dành cho người mình yêu những gì đẹp đẽ nhất và hoàn hảo nhất. Hậu ngồi trên đầu mũi ghe, đối diện Hiếu, cũng đang nhìn thẳng về phía Hiếu, trong ánh mắt thấm đượm tình quê. Mà Hậu cảm thấy cõi lòng thật hạnh phúc, và hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì tình yêu của Hậu dành cho Hiếu như cánh đồng lúa chín vàng đang chờ người gặt hái. Hậu nhìn đôi cánh tay săn chắc, rạm nắng của Hiếu, mà Hậu cứ ngỡ rằng hai cánh tay đó là dòng trời rộng lớn, ôm ấp tình quê, ôm ấp tình người, trong đó có Hậu. Đôi ngực to, khỏe, tràn đầy sức sống của Hiếu, sức sống của những chàng trai trơn trớt thôn nông, mà Hậu cứ liên tưởng đó là những ngọn núi hùng dũng ngạo nghễ, ngăn bão, chắn gió, tạo sự yên bình cho làng, cho xã. Có khi Hậu lại liên tưởng bộ ngực to khỏe sắn chắc đó của Hiếu là ngọn đồi con sao lũy che làng, mà Hậu đã có lần úp mặt tựa đầu trong nắng để hưởng lấy những giây phút bình yên. Thân hình của Hiếu với bờ vai rộng như cây cổ thụ sừng sững đầu làng, mà đã không biết bao lần Hậu đã dựa mình giữa trời trưa hè ói ả. Ánh mắt Hậu và Hiếu nhìn nhau như thầm lặng gửi trao cho nhau những gì họ muốn nói. Cũng trong ánh mắt thân thiện, Hiếu vừa khua nhẹ mái chèo, vừa cất tiếng hò khoan. Đêm nay trăng sáng trên sông, thả thuyền lướt sóng canh người mình thương. Tay chèo tay lái, nhưng lại muốn hai con trăng, hai trăng để tặng cho người, người tôi yêu nhất. Người tôi yêu nhất để tỏ tình lòng tôi.
tình ai tôi đã tỏ tường, thương ai tôi đã mười thương vẹn mười, đâu cần phải hai trắng kia, vì trăng là của thôn nghèo, ánh trăng sẽ chiếu hỏi, ánh trăng sẽ chiếu rạng ngời tình ta. Ý mèn ơi, hồi đó tới giờ có bao giờ ngài Hiếu hò ngâm thơ hát gì đâu, sao mà hôm nay hồn thơ lai láng bất tử vậy? Đúng rồi, ngày xưa khác, bây giờ khác. Ngày xưa chưa yêu thì chưa biết làm thơ hay hò hát, còn ngày nay đã biết yêu, biết tương tư thì đôi lúc cũng phải hát hò để mà chuyên chở cái tình, cái tự đến người mình yêu chứ. Trời, nói nghe sến dữ ạ. Hậu lấy tay khua nhẹ dòng nước trên sông, thỏ thẻ. Mà nè, làm cái gì hồi nãy trong lúc hậu đang hát, Hiếu không đàn, không đo đàn mà cứ nhìn chăm chăm vào hậu vậy? Có biết là Hiếu đờn rớt nhịp mấy lần rồi không? Cũng may là hậu biết cách luyến lái, còn nếu không thì chắc bị... Bị gì? Hiếu gãi đầu. Chắc tại ngày mai á, Hiếu ra tỉnh học lâu lâu mới về, cho nên hồi nãy trong lúc hậu đang hát, Hiếu nhìn hậu cho thiệt là kỹ, để mai mốt ra ngoài đó có nhớ đến hậu thì liên tưởng đến những giây phút hồi nãy cho đỡ nhớ vậy mà. Tài hậu vẫn tiếp tục khua những dòng nước mát lành trên sông. Có thiệt không đó? Hay là mai mốt ra ngoài đó cảnh mới người mới, vui hơn ở dưới đây rồi quên tôi thì sao? Trời đất, sao hậu lại nói vậy? Hiếu nghĩ không có đâu đẹp bằng quê hương của mình, không có tình yêu nào bao la bằng tình yêu làng xã. Bụng dạ của Hiếu thế nào, Hiếu thương ai, yêu ai, bộ hậu không biết sao? Hậu thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc trước những lời nói chân chất thật thà của Hiếu, và hậu tin tưởng những gì Hiếu nói là sự thật. Hậu ân cần. Hậu chỉ nói chơi với Hiếu vậy thôi, chứ lòng dạ của Hiếu hậu đã tường tận, tin tưởng mà. Hiếu nè, nếu như mà bận học đó, không có thời giờ về thăm tía với hậu đó, thì cũng viết vài chữ để cho hậu đỡ nhớ nghe. Mèn ơi, mãi là nói chuyện mà tới chợ hồi nào cũng không biết. Thôi, để Hiếu tấp vào bờ nghe. Hậu, hậu, Hiếu thấy đằng kia có bán khô cá sặc kìa, ghé qua mua cho tía đi. Hiếu qua bên đó mua cho tía vài con nghe, tiền nè, để hậu đến đằng kia một tí, mua những thứ dùng cần thiết trong gia đình sẽ quay lại liền. Được một lát, hậu quay trở lại, thấy hậu tay xách tay mang, Hiếu lẹ làng chạy đến giúp hậu. Trời đất, làm cái gì mà tay xách tay mang, bộ mua hết chợ của người ta rồi sao? Có gì đâu, mua mấy thứ dùng trong nhà vậy mà, giả lại mua cho Hiếu vài thứ để ngày mai đem ra tỉnh mà. Hiếu xách mấy giỏ sách đặt xuống ghe, rồi quay đầu sang nói với hậu. Mua chi cho nhiều cực vậy không biết, lên trên tỉnh cái gì không có. Đồng ý đó, là trên đó cái gì mà không có, nhưng mà chỉ sợ một anh chàng nhà quê như Hiếu đi chợ mấy cô trên đó chém y là chém tèo lá chuối vậy đó. Xin lỗi nghe, nhà quê thiệt nhưng chưa chắc để cho ai chém mà. Bộ chưa có nghe câu tục ngữ này sao? Khi đi tía có dặn dò, mua hàng trả giá, về nhà tía thương. Cả hai cùng cười thỏa thích.
sao trong lòng nhớ bầy than thở. Tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Cho nỗi thương lo anh cùng đoạn trường, sao xa bầy không thương không hòa điệu. Anh xa người đang lãng tiếng chung dây, tâm sự này biết tỏ với ai đây. Men rượu nồng cay vẫn làm cho thương nhớ. Con sao buồn nên sao không nỉ non, con trời cũng buồn nên trời mưa không dứt. Úi cha, nóng quá. Tía à, con pha cho tía bình trà nóng rồi đó. Tí ngồi uống trà chơi nghe. Để đó cho tí. Hậu nè, con có biết thằng ca sĩ nào đang hát đó không vậy con? Dạ thưa tí, đó là tiếng hát Ngọc Trà, nam ca sĩ trẻ của tỉnh mình đó tí. Anh ta vừa đoạt huy chương vàng trong kỳ thi tuyển chọn giọng hát hay của tỉnh. Vậy à, thằng nhỏ này ca bài điệu buồn phương nam, nghe cũng đặng lâm đà. Vậy hả tí? Để bữa nào con xuống chợ huyện mua cho tía thêm vài cuốn để tía nghe nghe. Sao bay không qua bên thằng Hiếu chơi với nó vậy? Sang mời nó đi rồi đó. Dạ, con có mua cho Hiếu một số đồ để đem lên tỉnh dùng đó tía. Con cũng đang định qua bên đó để đưa đồ cho Hiếu đó mà. Ông Tư móc trong túi áo bà ba một cọc tiền nhỏ đưa cho Hậu. Ông dặn: con đem số tiền này qua bên đó mà đưa cho nó. Nói là của tía, đừng có ngại gì hết, lên tỉnh nhiều lúc phải cần đến. Thôi, tía ngồi đây uống trà nghe, để con qua bên đó. Hậu men theo con đường đê dẫn đến ngôi nhà của Hiếu. Trên đường đi, Hậu cảm thấy trong lòng buồn buồn. Chắc có lẽ vì ngày mai Hiếu phải xa Hậu một thời gian để lên tỉnh học. Thỉnh thoảng Hậu lại cười cười, cảm thấy vui vui trong lòng. Vì sau vài năm Hiếu ăn học thành tài sẽ trở về quê thành ông giáo và cùng Hậu vui đùa như ngày nào bên thửa ruộng bờ ao, bên hàng cao bến nước. Và Hậu sẽ trở thành ông giáo phu. Từ đằng xa, Hậu đã thấy bóng dáng của Hiếu trong mái nhà tranh bên ánh đèn dầu lúc mờ lúc tỏ. Hiếu đang lụi cụ sắp xếp hành lý để sáng mai lên tỉnh. Khi đến trước cổng nhà, Hậu không bước vào nhà mà âm thầm lặng lẽ đứng bên hiên cửa sổ nhìn Hiếu. Được một lát, Hiếu nghe có tiếng sột sạt bên ngoài. Hiếu bước ra thì thấy Hậu. Ủa, Hậu sao không vào nhà mà đứng ở đây? Đang nhìn lén Hiếu phải không? Ý trời, bộ Hiếu có cái gì để cho Hậu nhìn lén sao? Dĩ nhiên là phải có, cho nên Hậu mới đứng đây nhìn lén Hiếu qua bên khung cửa sổ nè. Tự tin dữ hen. Hậu đã nhìn thấy hết của Hiếu từ đầu đến chân rồi. Trên thân thể của Hiếu có cái gì mà Hậu không thấy chứ? Thấy hết rồi, còn nhìn lén đi làm gì nữa? Vậy chứ tại sao đến nhà mà không vào mà đứng ở đây? Thì cũng giống như Hiếu hồi xế, cứ chăm chăm nhìn Hậu lúc Hậu hát, không nhớ đó sao? Thì Hậu cũng muốn nhìn Hiếu cho kỹ vậy mà. Chứ sáng mai Hiếu ra tỉnh rồi, làm sao mà nhìn được đây? Ủa, Hậu chưa ngủ sao còn qua đây? Ngủ không có được. Sao vậy? Chắc có lẽ vì ngày mai Hiếu đi rồi, Hậu cảm thấy buồn buồn vậy mà. Hiếu chỉ lên tỉnh học, thỉnh thoảng về thăm tía và Hậu, chứ Hiếu đâu có đi luôn đâu mà buồn. Đồng ý là như vậy, nhưng xa Hiếu,
hàng ngày không gặp Hiếu cũng cảm thấy buồn chứ. Nói thiệt, Hiếu cũng cảm thấy buồn buồn từ lúc ra chợ về cho đến bây giờ đó. Ý mà quên nữa, tí có gửi cho Hiếu cái gói này nè. Ừ, gì vậy hậu? Thì mở ra xem, của tía đó. Tiền? Ừ, tí bảo là đem lên đó, lúc nào cần thì dùng, đừng có ngại. À, còn đây là hai cái áo trắng, hai cái quần tay đen mà hậu mới mua hồi chiều ở chợ đêm đó. Hiếu đem lên tỉnh có mà ăn mặc với người ta. Mua làm chi cho tốn hao vậy không biết nữa. Hiếu có một bộ là đủ rồi. Trời, thì cũng phải có vài bộ để mà thay đổi với người ta chứ. Không lẽ mặc một bộ dính thân hoài sao coi đắng. Tía và hậu tốt với Hiếu quá. Hiếu không biết lấy gì để đền đáp. Sao Hiếu lại nói như vậy chứ? Thì Hiếu cũng tốt với tía và hậu vậy. Hiếu cầm hai bộ đồ trên tay mà rơm rớm nước mắt. Ánh mắt long lanh của Hiếu như mặt trăng sóng sánh trên sông trong đêm lặng gió. Hiếu nhìn hậu tha thiết, không nói không năng, âm thầm bước đến bên hậu, rồi cũng âm thầm trao cho hậu nụ hôn ấm lòng để thay lời cảm ơn từ tận cùng cõi lòng của Hiếu. Hiếu ôm hậu trong vòng tay ấm áp của mình. Hai người cùng đứng sát vào nhau, nhìn ra phía sông. Hiếu thỏ thẻ bên tai hậu. Sao hậu tốt với Hiếu quá vậy? Tại vì Hiếu cũng tốt với hậu vậy. Hậu nè, lâu lâu hậu nhớ qua thắp cho tía má của Hiếu vài nén nhang nha. Chuyện đó là dĩ nhiên rồi. Dù cho Hiếu không có dặn dò thì hậu cũng phải làm tròn bổn phận của mình chứ. Hậu sẽ qua đây hàng ngày để mà hương khói cho tía má. Nhà chỉ cách một thửa ruộng, có xa gì đâu mà phải thỉnh thoảng. Thôi, mình ra mé sông ngồi làm vài ly nha. Đêm nay trăng sáng và đẹp quá. Hậu muốn uống thật say và tâm sự với Hiếu thật nhiều. Hậu mở trong giỏ điềm lấy chai rượu nếp than. Hiếu bước đến bàn thờ, với tay bưng dĩa thịt heo luộc cúng tía má hồi chiều. Hai người cùng bước ra mé sông, chọn một góc ngồi xuống. Gió sông thổi lòng lòng, làm Hiếu thấy sảng khoái trong người. Hiếu đưa ly rượu lên môi, nhấp một miếng. Hiếu nhìn sang hậu, trong ánh mắt tha thiết, sáng như trăng. Hiếu đưa mắt nhìn lên trăng. Giọng Hiếu hòa cùng tiếng róc rách của sông, tiếng sột sạt của những hàng dừa nước ngã nghiêng trong gió. Trăng đêm nay sáng và đẹp quá hả hậu? Ước gì đêm nào, trăng cũng sáng và đẹp như đêm nay. Trăng lên rồi cao cao trong gió, mặt sóng nhảy đùa sóng sánh cùng trăng. Trăng là tôi và sóng nước là anh, mình sẽ cùng nhau quyện chặt lấy đêm này. Uống miếng đi hậu, Hiếu muốn uống thiệt nhiều để say trọn đêm nay trong vòng tay của hậu. Hậu nhấp miếng rượu, gắp miếng thịt heo, rót thêm cho Hiếu một ly, rồi cũng thả hồn theo mây nước. Anh có biết vì sao tôi yêu trăng và nước? Vì trăng nước quê mình lộng lanh hình anh. Ta vui chọn đêm nay để sáng mai người đi kẻ ở. Sao giảng ngày ta lại hát khúc tương phùng. Mình cùng nhau uống hết ly này nghe Hiếu. À, Hiếu còn nhớ đoạn Hồ Quảng lúc hoàng đế Đại Minh xa cơ thất thế, lạc trên sa mạc, rồi gặp lại võ tướng Ngô Đông Điền không? Nhớ chứ, mà chi vậy? Hai đứa mình diễn lại đoạn Hồ Quảng này nghe. Cảnh hoàng đế Đại Minh đứng bên bếp lửa gần túp liều được dựng đơn sơ giữa sa mạc mênh mông cát trắng. Ông đứng nhìn những vì sao, thở dài than thở cho vận mệnh gian sang xả tắc, cũng chỉ vì những phút đam mê tửu sắc, nghe những lời ngọt ngào của nịnh thần, để rồi hôm nay đất nước rơi vào tay giặc, ông phải xa cơ thất thế tìm cách bôn đào, và nỗi buồn đang nghiền nát tâm can, nghiền nát trái tim của ông, khi chính ông đã ra lệnh đài ải người yêu của mình là võ tướng Ngô Đông Điền
phải chịu hàm quan ra tận cùng quan đảo. Để rồi giờ đây, trong cảnh lâm nguy, ông không biết phải làm gì để chuộc tội. Hoàng thượng, trời đã quá canh khuya, kính mời hoàng thượng vào trong an nghỉ. Hầu quay người lại, Hiếu lấy tay che mặt bằng chiếc nón lá đang đội, như không muốn cho hoàng đế Đại Minh biết mình là Ngô Đông Điền. Khi nhìn thấy kẻ lạ, hoàng đế lên tiếng: "Người là ai? Tại sao vào đây được? Nguyên soái đâu rồi?" Hoàng thượng, xin ngài đừng lớn tiếng." Ngô Đông Điền vừa nói mà tay vẫn che lấy gương mặt của mình. "Nhưng nhà ngươi là ai? Tại sao vào đây được giữa lúc canh khuya?" "Kính bẩm hoàng thượng, kẻ hạ thần chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, len lỏi vào đây cũng chỉ muốn dâng lên bệ hạ bữa cơm đạm bạc trong lúc bệ hạ trong cơn lỡ giận." "Nhưng người là ai mà tốt với trẫm vậy?" Vừa nói xong, hậu nhanh như sóc tiến thẳng đến Hiếu, quăng đi chiếc nón lá mà Hiếu đang che mặt. Hậu tỏ vẻ vui mừng như khi hoàng đế Đại Minh gặp lại Ngô Đông Điền trong cơn binh loạn. "Kìa, Điền Khanh!" "Bệ hạ." Hậu quỳ xuống ôm lấy Hiếu, như hoàng đế Đại Minh quỳ bên cạnh người tình của mình, kẻ bị hàm quan, để xin tha thứ tội. "Điền Khanh, đến giờ phút này mà Điền Khanh còn tốt với chẩm vậy sao?" "Đối với Điền tôi, bệ hạ trước sau vẫn vậy. Tình cảm của tôi dành cho ngài sẽ không bao giờ thay đổi." "Điền Khanh, ta thật là một tên hôn quân vô bạo, chúng kế mỹ nam nhân, nghe lời xàm tấu của gian thần, mà phải để cho Khanh chịu hàm quán trong đài ải. Để rồi giờ đây, giang sơn xã tắc lọt vào tai giặc. Ta thật đáng chết Điền Khanh ơi." "Bệ hạ, xin ngài hãy đứng lên, đừng làm cho kẻ bề tôi này khó xử." Hậu vẫn quỳ bên Hiếu, giọng nức nở: "Phải chi ngày xưa, chẩm đừng nghe những lời xàm tấu, thì Khanh đâu phải chịu hàm quan và lưu đài như vậy. Chẩm thật có lỗi. Điền Khanh có tha thứ cho chẩm không?" Hiếu dìu Hầu đứng dậy, đưa Hầu đến bệ đá trước mặt, làm bộ cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người khoác lên mình cho Hầu. Giọng Hiếu ân cần như giọng nói của Ngô Đông Điền đêm nào từ chiến trường xa xôi trở về diện kiến hoàng thượng. "Điền tôi lúc nào cũng tha thứ cho ngài, xin người đừng bận lòng mà nhọc thể. Kính mời hoàng thượng dùng bữa cơm đạm bạc này, rồi tức tốc theo điền tôi lánh nạn." "Thôi, đoạn này buồn quá, không diễn nữa." "Trời đất, đang diễn ngon cơm làm người ta cục hứng vậy cha?" "Ủa, hứng gì?" "Hứng gì ai biết, thôi uống đi tía." Hiếu uống cạn ly rượu, từ từ nằm xuống, đặt nhẹ đầu của mình lên trên bắp đùi của Hậu. Tài Hiếu vừa mân mê khuôn mặt của Hậu, mà miệng thì không ngớt hò khoan. "Hò... quê mình đẹp lắm ai ơi, có sông, có nước, có bờ, có đê, có chàng trai trẻ tôi mê, khi xa tôi sẽ nhớ, nhớ những gì tôi thương." "Hiếu ơi, mai này Hiếu đi xa, chắc là Hậu sẽ buồn, sẽ nhớ. Nhớ nụ cười ai trong nắng sớm mưa chiều. Hiếu đi xa xin đừng quên quê cũ làng nghèo. Ở nơi đây Hậu sẽ chờ sẽ đợi, đợi Hiếu về nối lại bản tình ca. Rồi mình sẽ chung tay đắp hạnh phúc tình nghèo." Không nói không rằng,
Hiếu đè nhẹ Hậu nằm xuống, cởi sạch chiếc áo trên người, rồi hôn như mưa tới tấp. Từng nụ hôn đi đến đâu, len lỏi trên khắp cơ thể của Hậu. Hậu cảm thấy đê mê, như mình đang lạc vào cõi mộng bồng lai. Tiếng gió như hòa điệu với tiếng thở hổn hển của Hậu. Tiếng lá xạc xào như đồng thanh cùng tiếng rên nhẹ nhẹ của Hiếu. Tiếng côn trùng như đang dẫn dắt họ vào cơn men say tình ái, mà mặt sông yên lặng như đồng lõa và ánh trăng trên chết qua khẽ lá cười tủm tỉm, như là chứng minh cho cuộc tình của hai trái tim trai trẻ đang trong cao trào đỉnh điểm. Hiếu và Hậu đồng đứng lên, trong tư thế trần truồng, cùng nắm tay chạy thẳng về phía sông, rồi cùng nhau hòa mình trong dòng nước. Ánh trăng lại một lần nữa soi đường chỉ lối cho đôi môi của Hiếu tìm đến đôi môi của Hậu, cho ánh mắt của Hậu nhìn thật rõ tường tận những đường nét thật gợi cảm từ bộ ngực to răng chắc, bờ vai rộng khỏe, bắp tay căng đầy nhựa sống của Hiếu, mà dòng nước trong im ấm đã làm cho bàn tay của Hậu và Hiếu đã trơn trợt, càng trơn trợt hơn. Họ cùng mò mẫm, rờ rẫm, sờ sẫm trên khắp cơ thể của nhau. Mặt sông gần sóng, nhấp nhô đều đặn, cũng theo từng nhịp động của Hiếu và Hậu. Lúc dồn dập, lúc im ả, lúc tơi tả, lúc dịu dàng. Xa xa, hai chiếc thuyền bồng bềnh đang neo trên bến. Chúng cũng giống như hai thân thể của Hiếu và Hậu giữa dòng sông thanh vắng. Cũng khoan, cũng đẩy, cũng chèo cũng lái, cũng lắc cũng lư. Và hình như tất cả vạn vật trong đêm thanh tịch đã đổ xô cặp mắt vô hình của chúng để thưởng thức một bức tranh đồng quê hiếm thấy trong đêm trăng huyền diệu. Buồn thương chiếc áo phong sương, đò ai không bến hoa, đò ai không bến dân dương.